Trần Triều hiển thánh vì vị vương cung vương phụ vương mẫu ở đồng các quan phủ chân tĩnh điện pháp danh tịnh thường trí thanh đồng đại nở đạo đồng hiển a di đà phật sự hiển thiên nghệ sĩ sinh hạ nam tử chúng con cùng đồng gia nam nữ hợp đồng gia trung tướng đẳng cùng vợ thờ tổ chức quan thể có ngang nguyễn như khanh phạm thị lưu cùng đồng thập với nguyễn như tiện chúng tôi thì về cùng đồng thập với nguyễn thị công an nguyễn thị nguyễn như khắc nguyễn thị thư cùng đồng thập với nguyễn thị hoàng thị thư cùng đồng thập với nguyễn thị minh thành tâm chú thiết lập đàn tràng tổ tiên a di đà để trợ duyên để cùng các anh đồng quan năm tạo các tộc thường trung tự bi đại biết thống nhất của tiểu tinh quân thần quân phần tôn thần cho tiểu gia sự thực bản đánh nhân dân trung quân sinh bảo mở rộng chúng bản trên chúng tôi cùng lên có sự tam tòa các thánh bậc đức vương tam phủ cung đồng chúng cụ bản đinh chân vinh hồng phủ trần triều để đánh như vị vương cung vô phụ vương mẫu của đồng quan cũng vị tôn vương con xin ra các quan quân thần trung ngài biết hiểu cho thiên đại cái nhà của thần binh và thần tốc tổng quân long thần tổng giả xin các bậc lại các quan phương sứ giả năm quan trấn đài năm phương các quan hội đoàn quan liên minh cảnh cái năm cái tháng cái ngày cái giờ của năm mà đình sáng tiếp dẫn trong linh hồn tam phẩm thất phách thất đại tam phẩm chân tình cùng Nguyễn Văn Dũng chân linh Nguyễn Thị Nhàn chân linh là để Nguyễn Văn Dũng chân linh chân linh Nguyễn Thị Từ chân linh tổng linh chính chân linh và tổng hạng chân linh Nguyễn Văn Dư chân linh tổng tỷ Nguyễn Văn Đỏ và chân linh Nguyễn Văn Đỏ là con của chân linh Nguyễn Văn Vương, chân linh liệt sĩ Nguyễn Như Khải, chân linh Nguyễn Như Đỏ cùng các chư vị tiên linh. Cho con đồng trời cung tỉnh chân linh ngoại tộc của tha chủ chúng con là chân linh của Nguyễn Văn Vương, chân linh Hoàng Thị Hữu, Hoàng Thị, chân linh Nguyễn Thị Độ Ngoại, đồng thanh này, chân sáng đạo tạo trung tâm chúng con vào thông tin, vào ba phát tấu. Còn lại có thân phương sứ giả năm quan trấn đại năm phương các quan hậu cần quan đương viên đương cảnh cái năm cái tháng cái ngày cái giờ của năm chúng tâm trung pháp sư hơn và cử có pháp sư thanh đẳng pháp quản sĩ và cũng là thanh đẳng phụ tử minh hiền đã có trợ duyên sở học thank you.
nụ hôn kim khắc trên thình, mà chúng đồng tiêu 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 đàn chàng tại gia, bàn đàn thần nhân văn sự đắc từ lai từ cẩn nắng giao qua phong bành pháp sự tục long tôn thần thì thiên hạ chi quyền hành quản trung phương chi chúa tể thông minh chính trực trường tiền đắc khi vô tư tiền khách khi linh phúc quá thiện hỏa lâm nhi tiêu hoa tuân tham biểu sở sự bất năng văn chi vị từ hợp thành của điệp nhất đạo thường đạt và hạ phục khắc khán tưởng sự cần vấn từ tâm của hộ đàn trường phu nhương Phật sự không quy pháp chủ phúc cập gia môn nhất thiết sở cầu tất giai quả tài tu trí cấp điệp giả chín điệp thường thiên hạ đỗ đại thành hoàng đại vương từ gà vương dưới thành hoàng quy chúa giả từ hạ từ công tạo sứ giả công tạo sứ giả nhân công tạo ly văn ly nhật công tạo cao văn tế dân nhật công tạo nguyên lâm thanh thời công tạo hoa cung tân thanh thường giới công tạo thiêu vân trung giới công tạo trung nguyên kỳ hà giới công tạo trung nguyên hà thượng giới đường hoàng công tử từ từ huyền trung hà giới trung vong chư văn na hàng thử hợp nhất na hàm thượng hà phong ấn của toàn ngũ phiên thân ngũ gần gần tê nệ Phật quốc lưu ly cùng tống tiên địa thiên chi tôn kim quyết cùng tống tiên địa phủ phong đô cùng tống tiên thị phu phủ tăng cùng tống tiên phủ đại nhạc cùng tống tiên phủ chi quan sát giả hữu quan hướng thì thiên tập tiệp sư giả hạ chuẩn thứ thiên phủ tập tiên sư giả hạ chuẩn thứ địa phủ thiên ma sư giả hạ chuẩn thứ phong hành sư giả hạ chuẩn thứ phủ địa liên quan hạ chuẩn thứ thiết niệm chân linh đốn phao trần thế rơi thúc phó âm thi tội phúc hà bằng thăng trầm mạc chắc tư niệm đắc thàm tiến bạc cần kim nguyệt các nhật túc tỉnh non vượt chân linh nguyễn chuyển chân linh mà nguyễn như chân chân linh nguyễn như thông chân linh nguyễn thị cầm chân linh phạm thị lời chân linh nguyễn thị tổ chân linh mà nguyễn thị tổ chân linh nguyễn văn di chân linh phạm thị tính chân linh nguyễn như thông thản nguyễn như chân linh nguyễn thị trạm chân linh nguyễn văn dung chân linh nguyễn thị nhân chân linh nguyễn văn vũ chân linh nguyễn thị bàn chân linh nguyễn thị tư chân linh Nguyễn Văn Chính chân linh hiển thị Nguyễn Văn Chính chân linh chân linh không Nguyễn Hà Văn Thị đỏ chân linh Nguyễn Ma Văn đỏ chân linh Nguyễn Văn đỏ chân linh Nguyễn Như đỏ chân linh Nguyễn Như Thải chân linh Nguyễn Văn Vũ chân linh Hoàng Thị chân linh Nguyễn Văn Hợi chân linh Nguyễn Văn Hợi chân linh Nguyễn Thị Quốc chân linh Nguyễn Văn Vũ chân linh Nguyễn Thị Dế khai thiên trai ỷ đàn lệ vinh danh báo hữu tổ tiên chư tiêu tu yên ỷ đàn từ tức công đức tiên độ kỳ công đức biên vị thiên nhân đạo trưởng không phả thông địa phủ giới trung tam thập lục thập thượng lục thất thập thanh sơn đại ủy viên thành vọng xã miếu độ khẩu quan tán phàm chữ hà chữ câu cấp vong nhân chứng kiến thu cung nhất thiết đẳng hồi hoặc bệ hạ cung vọng thánh tử toán kim sơ tấu của quyền từ huy vô lượng lần mẫn hữu tình pháp gia quang lâm ông phù tế quần sinh thông chi thần thông chiếu giáng hoàng truy bách chức chi nhân cơ nguyện vậy chi canh thần đệ tử mậu độc văn thành bất thước tinh thần bình danh chữ chi cần sơ đại đề biểu ở biểu đại tông lương vi tuệ tư
Tây Dương Nguyên Kiêu Nguyên Thập Ngũ Nhật Thần Đệ Tử Thượng Biểu. Tài lập đàn tràng tái ra thượng phủ phủ thân tính điện kim thân đệ tử Nguyễn Văn Dũng đồng gia nam nữ nhập gia trung tuyên đẳng tục nhật ống can cân thù kim nhật tắt nhật phụ minh thanh gia phụ hữu thập vật tiên trình nhật nhật kê khai phương viên thân đức nhận trình đăng trình của viên trước nhất lòng thà nhất thuận viên nhất thanh sư nhất đà đại nhất bảo tràng nhất trăng công gia nhất trăng bạch dương nhất đà mã nhất kỳ mã nhất nhân viên cứu chùa phù chân linh Nguyễn Văn Lợi chân linh Nguyễn Thị Quốc chân linh Nguyễn Thị Nhân Văn Phụ chân linh Nguyễn Thị Dê Lữ Oán Thiên Bất Thoát Cầu Phi Thiên Bạch Tha Sĩ Siêu Thăng Cần Thụ Kim Nguyệt Cát Liệt Thủ Minh Lưu Thiệu Vũ Đàn Tràng tại gia thu chân tính điện đăng khai kiến trai ý đàn lệ bảo hiếu tổ thiên chu yên thị than các chư công đức tiến độ chân chư vị thiên linh thu trượng nhân siêu đẳng tinh tịnh cảnh bản đàn thần Nguyễn Văn Sư đắc thực lai từ cần án giáo hòa phùng hành pháp sự cung minh thập phương tam bảo viên diên thịnh tứ phủ vạn linh thông linh bát bộ tri long thiên thật là nhất thiết chi thành chúng đàn tràng nhất công đức chúng tiến tổ chúng phủ tiến tổ tiên đồng trưởng trai duyên qua hàn chiêu tịnh cảnh kim tắc hoa đàn triệu cao vi phạm thiên hành thiết cục âm dương cách biệt đạo lộ nam thông chờ tiến vong linh nhưng cho trở lại vị thư hợp thành của văn nhất đạo thượng đạt âm dương thị giới dẫn hồn chư vị thiên linh nội ngoại sư giả án hạ cục quân quyến siêu cứu địa thiết thủ trực linh là lai phó đàn tràng linh thiêu công đức quan thân thờ vô đắc không có vô lưu đàn duyên trở ngại trưởng tuân như lai giao hữu sắc hạ mận trai chủ phần tình quan đáo phụng hành hô chỉ công đức trụ trí quan phát giải quan ngông âm dương thị giới dẫn hồn sứ giả án hạ chuẩn tử thuê thư đinh dòng viên cửu nguyệt thập thúc nhật thời phát quan tốc âm Thích Ca Như Lai chi giáo đệ tử gia trì pháp sư thần Nguyễn Văn Sư phụng hành Thank you.
sơn văn tiên thánh thượng ngàn đông cung tuần quan sáng bình chừng đây trên ngàn miền do quân rừng
Kính thưa quý vị, quý khách, kính thưa các chư Phật, chư bái trong thôn ngoài xã gần xa, kính thưa các đạo đồng pháp sư, các thanh đồng đạo quan, lễ tôn vinh đạo Phật đạo bóng của người Việt, vinh danh đạo pháp đạo đồng pháp sư Nguyễn Văn Sơn, sư Lưu Ni Quang Như Lai, 30 tháng 9, chào mừng kính ngưỡng thờ mộng Tam Phủ và hát văn hầu đồng của người Việt đã được UNESCO thế giới công nhận và vinh danh. Hôm nay tại Thủ Chân Tĩnh Điện nhằm ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu, tức ngày mùng 5 tháng 11 tại khu hành chính Hạ Thôn, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, trước Thủ Chân Tĩnh Điện anh linh Tín Chủ Nguyễn Văn Dư cùng đại gia đình, ban tổ chức long trọng đăng đàn tôn vinh đạo pháp đạo mẫu của người Việt, có đầy đủ các cụ chư bãi chư Phật tử tại hoạt động Phật giáo của xã Cao Xá, thôn Hà Thôn, thôn Đồng Minh và Phật tử trên địa bàn Cao Xá về dự đầy đủ. Xin toàn thể chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các khách quý thân bằng vô hữu về dự có các bậc cao niên đạo pháp đạo đồng thanh đồng Phật tử đệ tử các thanh đồng đạo quan gần xa về dự đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trần Văn Tết và diễn viên dàn nhạc xin được nhiệt liệt chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức được trình trọng tuyên bố khai mạc lễ tôn vinh đạo pháp Phật giáo đạo mẫu của người Việt, lễ vinh danh đạo pháp đạo đồng Nguyễn Văn Sự được chính thức bắt đầu. Xin trân trọng cung kính đạo pháp đoàn đạo tràng dân trình. Vâng, tôi đang đến cổng nhau rồi đây. Nha. Đến rồi. Nha. Rồi. Hương. Bái. Hương.
ba ơi. Dạ pháp ba ơi. Đạo pháp hoan hình tiêu vị chính cung đoàn đạo trài lùi về phía sau đang lấy thường đồ tam bảo nhớ thiết cung kinh nhớ tâm kinh lễ thập phương tam lấy thường trụ thường trụ tam bảo nguyện hướng bất biến biến mãn thập phương lấy vô biên phật độ chúng ma phổ lượng hương trang nghiêm cô túc mô tát nam tường ngài tịnh như lai hương cung đàn tịnh nhất thiết cung kính nhã tâm kính lễ thập phương phát lấy thường trụ tam bảo như lai diệu sắc tân thế lan mô như đàn vô thì đã định trải nghiệm đạo thân tình thì thành hương cố các kim tình tan tùy thì nhập vỡ tan nguyện cầm chư chúng sinh lòng thành ngàn lạc sắc niên trên đường tu tập Phật thánh đạo pháp đạo đồng Nguyễn Văn Từ khi sinh thành thiền sinh chí mộ cắn tu số thờ cắn ư tứ phụ luôn tu hành hành đạo hạnh đã trải qua thời kinh mà xã hội mọi người hiểu về văn hóa tín ngưỡng với Phật thánh với tiềm thức sắc sắc không không đã từng bái kiến tới cửa Phật đến các đền phụ thánh mẫu chỉ mong cầu Phật thánh chứng minh độ trì cho được bình an cầu cho gia chung bách gia thăng họ chăm gia bách tính được bình an gia chung được khang hài cầu cho nước chảy một thuận dòng thuyền cho xuôi một bể cầu cho đất nước được hòa bình và thịnh vượng bản địa thủ chân chính đạo pháp đạo đồng Nguyễn Văn Sự luôn là niềm tin chỗ dựa tinh thần
và ngưỡng mộ tâm linh của nhiều đệ tử. Trong buổi lễ long trọng này, Đạo Pháp Đạo Đồng Nguyễn Văn Sư được hồng ân của Đức Phật Tổ Như Lai, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, Hội đồng Phật Thánh ban cấp minh y cà kha đăng quang vinh danh công đức. Xin toàn thể chúng ta một nhiệt liệt cảm ơn. Công đức này ban tổ chức trân trọng giới thiệu bệ tử Thanh Đồng Phùng Thị Minh được thay mặt toàn thể quý vị các chư đệ tử tặng hoa chúc mừng Đạo Pháp Đạo Đồng đây nhiệt liệt cảm ơn. Trong năm giờ trang nghiêm trình trọng này, các ông các bà hỏi Thanh Đồng Pháp Quan. Kính thưa các các đơn đại diện cho còn pháp và phật, các Thanh Đồng Pháp Quan cùng quý vị gần xa, hôm nay Đạo Pháp Đạo Đồng Nguyễn Văn Sư như ban tổ chức đã giới thiệu, nay được ngày cắt nhật tổ chức lễ vinh danh Đạo Đồng Đạo Pháp Đạo Đồng. Trong quá trình được Phật Thánh Phật Thương Thánh Độ, con gửi cho Phật Phật Thương Thánh Độ người cho quyền cho phép làm phúc cứu dân đồng thế, một mặt là tài lộc, Phật Thương Thánh Độ đã cho tài cho lộc. Trong lúc này, trong ngày đại lễ này, Đạo Đồng Pháp Đạo Đồng Nguyễn Văn Sư không biết nói gì hơn hết, xin chân thành cảm ơn các Thanh Đồng Đạo Quan, các cụ ông, các cụ bà, các quý vị gần xa, Pháp Văn, Tây Tử, Tây Quế để trợ duyên cho Đạo Đồng Đạo Pháp Đạo Đồng Nguyễn Văn Sư hành lễ ngày hôm nay được tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn trong năm giờ linh thiêng nghiêm trang và trang trọng này, sư thành công viên mãn cha đã về dự lễ mừng công đức này. Đây buổi lễ này Đạo Pháp Đặng Thị Lộc và đồng nền mẫu Kỳ La Tuyên Quang xin có đôi lời. Tôi là Mộc Ân Thanh Đồng Đặng Thị Lộc, hiện là đồng đền của đền mẫu Kỳ La tỉnh Tuyên Quang. Pháp sư mang danh phúc sinh tử Diệu Lan Hiệu nhận được lời mời của trước là của Pháp sư Nguyễn Văn Sư để được xin được sự đại lễ tôn vinh Đạo Phật Đạo Pháp Đạo Mẫu của người Việt. Và ngày hôm nay rất cảm động được đứng trước đàn tràng của thầy sư là những người đi trước, chúng tôi là những người hậu sinh đi sau, xin được học hỏi và xin được tôn vinh thầy Nguyễn Văn Sư đã trước là Thanh Đồng thờ điện thờ thánh mẫu, làm công việc trước là ăn mày công đức hồng ân tam bảo lộc Phật Thánh, sau ăn mày công đức tổ tiên tiền tổ của thầy sư. Phật Thánh giáng lâm cha sai mẹ cắt cha các mẹ mẹ họ dân thôn bản nằm và la thái Phật tử đạo hữu xin có lời chúc mừng thầy Nguyễn Văn Sư tuổi cả lên cao bách biên vai lão và đầu bạc vàng long và phúc sự tiên cung cho các ông các bà và cả người cũng như là chúng ta một lần nữa
được trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Khai quang bản nền, khai phủ, khai tòa chỗ bói, thánh đồng.